một đoạn phim ngắn để kính mời toàn thể quý vị khách hàng mình có thể cùng theo dõi ạ. Xin được trân trọng kính mời ban tổ chức ạ. Là chúng ta sẽ đi chậm trong một giờ phút kia. Hơn 22 năm đồng hành, Prudential Việt Nam luôn tiên phong mang tới các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe và sự thịnh vượng cho hàng triệu người Việt, chăm sóc 1,6 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi lên đến hơn 6.000 tỷ đồng cho khách hàng trong năm 2019, chiếm 30% tổng chi trả của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi tiên phong mở rộng hệ thống bán hàng để đáp ứng nhu cầu. Không có biết tên video sao rồi trừ có âm thanh mà tổ chức à. Mở âm thanh nhã ơi. Hơn 22 năm đồng hành, Prudential Việt Nam luôn tiên phong mang tới các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe và sự thịnh vượng cho hàng triệu người. Hơn 22 năm đồng hành, Prudential Việt Nam luôn tiên phong mang tới các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe và sự thịnh vượng cho hàng triệu người Việt, chăm sóc 1,6 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi lên đến gần 7.000 tỷ đồng cho khách hàng trong năm 2020, chiếm 30% tổng chi trả của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi tiên phong mở rộng hệ thống bán hàng để đáp ứng nhu cầu bảo vệ khắp Việt Nam. Khách hàng có thể dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu tại gần 350 văn phòng trên 63 tỉnh thành hay tại mạng lưới 8 đối tác ngân hàng phủ rộng khắp. Với các dịch vụ không ngừng được cải tiến nhờ ứng dụng công nghệ, khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm nhân thọ hơn bao giờ hết. Có lẽ là MC chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Nào không coi là tắt này không? Vâng, kính thưa quý vị khách hàng, chắc hẳn quý vị khách hàng đang thấy Hiếu Kỳ rất là rõ đúng không ạ? Nãy giờ mình vẫn chưa thấy được cái màn hình của đoạn phim. Kính thưa quý vị khách hàng, có thể thấy được rằng là trong cái thời thế ngày hôm nay, chúng ta kết nối đường truyền tín hiệu thông qua điện thoại, thông qua laptop hoặc là các máy tính bảng rất là nhiều. Tuy nhiên có một cái câu nói rằng là càng mà có công nghệ thật nhiều á,
thì cái lỗi kỹ thuật nó xuất hiện nó càng cao, đúng không ạ quý vị khách hàng? Cho nên không thể nào tránh khỏi một cái trường hợp đó chính là trục trặc về cái phần kỹ thuật này. Một lần nữa ban tổ chức xin được chân thành xin lỗi quý khách trong vòng đầu giờ này, nhưng mà để quý khách thấy được một điều rằng là trong cuộc sống chúng ta có thể chúng ta đã chuẩn bị chu đáo rất là kỹ lưỡng rồi, tuy nhiên nó cũng có những cái giây phút chúng ta không ngờ đến nữa, đúng không ạ? Đó chính là những cái phần lỗi kỹ thuật như thế này. Vâng ạ. Vẫn ban tổ chức ơi, vẫn chưa thấy được màn hình của đoạn clip nè, đoạn phim nè. Tuy nhiên quý vị khách hàng có thể thấy được rằng là vì những cái lý do là mình không thể nào lường trước được những cái điều gì nó xuất hiện, nó xảy ra chỉ trong vòng một tích tắc giây phút nữa thôi. Vì lý do đó cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có mặt ở trong chương trình này để mình tìm hiểu thêm những cái lý do tại sao mình phải tìm hiểu một cái lĩnh vực, đó chính là bảo hiểm nhân thọ, đúng không quý vị khách hàng? Và kính thưa quý vị khách hàng, thì trong cái khán phòng ngày hôm nay nè, Hiếu Kỳ cũng mong muốn chia sẻ cho quý vị khách hàng một cái thông tin nó rất là tuyệt vời từ phía Chủ tịch Quốc hội. Và cụ thể là ngày hôm qua Quốc hội đã có một cái cuộc họp để đâu đó để nói rõ hơn về cái lĩnh vực bảo hiểm trong cuộc sống của chúng ta. Và hơn 22 năm đồng hành. Và đoạn clip đã được hiện lên là xin được mời quý vị khách hàng cùng nhau theo dõi ạ. Sức khỏe và sự thịnh vượng cho hàng triệu người Việt, chăm sóc 1,6 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi lên đến gần 7.000 tỷ đồng cho khách hàng trong năm 2020, chiếm 30% tổng chi trả của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi tiên phong mở rộng hệ thống bán hàng để đáp ứng nhu cầu bảo vệ khắp Việt Nam. Khách hàng có thể dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu tại gần 350 văn phòng trên 63 tỉnh thành hay tại mạng lưới 8 đối tác ngân hàng phủ rộng khắp. Với các dịch vụ không ngừng được cải tiến nhờ ứng dụng công nghệ, khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm nhân thọ hơn bao giờ hết. Giải đáp thắc mắc trực tuyến với Bluebot, nhanh chóng nhận phản hồi từ nhân viên hỗ trợ qua kênh live chat. Quản lý hợp đồng dễ dàng với hợp đồng điện tử e-policy. Tra cứu thông tin và giải quyết quyền lợi 24/7 qua Blue Online. Thanh toán bảo hiểm thuận tiện qua các cổng thanh toán, ví điện tử. Và giờ đây, khách hàng có thể chủ động chăm sóc sức khỏe mọi lúc mọi nơi với trợ lý sức khỏe Pulse by Prudential, ứng dụng về sức khỏe được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số đầu tiên tại châu Á. Dù ở bất kỳ đâu, người dùng đều có thể nhanh chóng kiểm tra hiện trạng cơ thể, kiểm tra triệu chứng và của các bác sĩ chuyên môn. Pulse đã có mặt tại 11 quốc gia ở châu Á với hơn 1,8 triệu người dùng tại Việt Nam. Hướng đến một Việt Nam phát triển bền vững, Prudential luôn đi đầu trong việc đóng góp cho nền kinh tế và hỗ trợ cộng đồng. Cùng Việt Nam tăng trưởng với tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế lên đến 112.208 tỷ đồng tính đến năm 2020. Đóng góp hơn 205 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2011 đến 2020 ở cả 3 lĩnh vực, giáo dục, sống khỏe, an toàn. Chung tay cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, tài trợ 1.300 vật dụng y tế, 152.000 mặt nạ y tế và 10.000 chai rửa tay diệt khuẩn. Hỗ trợ hơn 200 tấn gạo cho 11.000 gia đình khó khăn thông qua chương trình ATM gạo. Chăm sóc thế hệ tương lai với chương trình Ánh mắt trẻ thơ, khám mắt cho hơn 7.000 học sinh và tập huấn cho gần 200 giáo viên, cán bộ y tế, cách bảo vệ, chăm sóc mắt cho học sinh và trang bị kiến thức, kỹ năng và mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho hơn 2.700 học sinh tiểu học qua chương trình Đến trường an toàn. Với những đóng góp tích cực, Prudential tự hào được chính phủ và các tổ chức quốc tế ghi nhận. Prudential là công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên nhận huân chương lao động hạng nhì năm 2014, top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất 2018, 2019, 2020. Doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất nhận giải đồng vàng 2019 trong top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Giải thưởng bảo hiểm châu Á, Asia Insurance Award. Công ty bảo hiểm nhân thọ của năm và sáng kiến bảo hiểm của năm tại Việt Nam cùng rất nhiều giải thưởng khác. Prudential vững tin là người bạn đồng hành trên suốt hành trình bảo vệ tài chính, sức khỏe và sự thịnh vượng của hàng triệu người Việt. Khi tình yêu đủ lớn, có Pruday. Vâng, kính thưa quý khách, một cái câu nói cuối cùng là
Khi tình yêu rủ lớn có Prudy, đó chính là một cái thông điệp mà Brinsel xin được trân trọng mang đến toàn thể quý khách hàng. Và một lần nữa Hiếu Kỳ xin nói một điều, đó chính là Brinsel luôn luôn đồng hành, luôn luôn cùng quý vị khách hàng, cùng trong những giây phút vui, những giây phút là tuyệt vời nhất trong cuộc sống này, và luôn luôn san sẻ, luôn luôn đồng hành cùng với quý khách. Và Hiếu Kỳ xin được tiếp nói cái câu nói hồi nãy mà Hiếu Kỳ còn đang dang dở, đó chính là ngày hôm qua thôi, trong một cái cuộc họp của Quốc hội thì cụ thể là Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đã có một cái câu nói rằng là nếu như cuộc sống này mà không có bảo hiểm thì nó giống như là cái câu chuyện tôi đi ở trên chiếc cầu thang mà không có cái tay vịn gì đó. Thì ở đây có thể thấy được rằng là hiện tại bây giờ kể cả đất nước Việt Nam chúng ta, mọi người đều rất là lo lắng và rất là băn khoăn về vấn đề là dịch bệnh COVID. Và hơn thế nữa đó chính là những cái mối hiểm họa trong cuộc sống của chúng ta. Vì cái lý do đó cho nên về phía Quốc hội, về phía Chính phủ Việt Nam cũng đã rất là chú trọng, rất là quan tâm về cái lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Và Hiếu Kỳ một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách hàng, mình đã dành những cái khoảng thời gian quý báu của mình để vào đây mình tham gia và mình tìm hiểu thêm những thông tin rất là quý báu của bảo hiểm nhân thọ nữa ạ. Và kính thưa quý vị khách hàng, đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay, Hiếu Kỳ xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là về phía ban lãnh đạo công ty, đó chính là sự góp mặt của trưởng vùng phát triển kinh doanh cấp cao của khu vực Cần Thơ, đó chính là ông Trịnh Duy Phú ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách hàng thân mến, lời nói đầu tiên thì cho phép Phú đại diện cho công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng chúng ta đã dành một cái thời gian tham dự một cái chương trình trực tuyến trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đây là một trong những cái hoạt động thường xuyên mà công ty bảo hiểm Prudential tổ chức nhằm để có cơ hội giao lưu cũng như là gắn kết giữa công ty với khách hàng, để cho quý vị chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hơn, cái niềm tin nó lớn hơn khi chúng ta đồng hành với lại Prudential. Và cũng xin được cảm ơn cái phần giới thiệu lúc đầu của MC bạn Đỗ Hiếu Kỳ đã cho chúng ta một cái bức tranh về quá trình hình thành cũng như là sự phát triển của Prudential trong suốt hơn 22 năm vừa qua. Tôi mến chúc cho tất cả quý khách chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm thú vị trong khoảng 40 phút nữa tới đây. Tin chắc rằng sẽ có rất là nhiều thông tin thật hữu ích cho tất cả quý khách. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Chắc có lẽ tôi cũng xin được tiếp nối cái phần tiếp theo sau đây luôn, được không anh Hiếu Kỳ ha? Vâng ạ, trước khi mà anh Phú có thể là tiếp nối phần chương trình thì một lần nữa Hiếu Kỳ cũng xin được cảm ơn anh Phú. Vì tí xíu nữa đây, kính thưa quý vị, toàn thể nội dung chương trình sẽ được anh Trịnh Duy Phú sẽ chia sẻ cho quý vị khách hàng. Và những cái thông tin mà quý vị khách hàng nghe từ phía anh Trịnh Duy Phú, quý vị khách hàng mình có những cái thắc mắc, có những cái băn khoăn nào đó mình cần được giải đáp, thì phần cuối chương trình mình cũng sẽ được giải đáp những cái nguyện vọng này của quý khách. Và chưa dừng lại, kính thưa quý khách sau cái phần trình bày của anh Trịnh Duy Phú sẽ có một cái phần rất đặc biệt mà ban tổ chức đã chuẩn bị trước cho quý khách. Đó chính là những quý khách tham dự trong chương trình này sẽ đâu đó sẽ có một cái mã số rút thăm trúng thưởng, sẽ đặt tên ở phần đầu tên của mình. Và tí xíu nữa toàn thể quý khách sẽ được tham dự cái chương trình rút thăm trúng thưởng này, sẽ có những cái phần quà, những cái giải thưởng rất là giá trị dành cho toàn thể quý khách tham gia trong chương trình này. Và kính thưa quý khách, để không mất thời gian lâu nữa, và ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ mình sẽ liên tục và rất là linh hoạt, cho nên ngay bây giờ đây Hiếu Kỳ xin được trân trọng kính mời anh Trịnh Duy Phú có thể quay trở lại và sẽ chia sẻ ngay một cái nội dung rất tuyệt vời và đi sâu vào phần chính luôn ạ. Xin được trân trọng kính mời anh ạ. Vâng, kính thưa quý khách, cũng giống như bạn Đỗ Hiếu Kỳ cũng vừa giới thiệu sơ lược qua đến cho tất cả quý vị, thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của tất cả chúng ta đó, vốn dĩ chúng ta có nhiều cái mối quan tâm cũng như là có rất là nhiều cái định kiến khi chúng ta tiếp xúc với lại bảo hiểm nhân thọ. Và tôi tin chắc rằng thông tin mà anh Đỗ Hiếu Kỳ chia sẻ cho quý khách ở phần đầu giờ về thông tin đó là Chủ tịch Quốc hội Ngài Vương Đình Huệ cũng đã tổ chức một cái phiên thảo luận và cho thấy cái tầm quan trọng của bảo hiểm nói chung, là một trong những 7 cái dự án luật mà Quốc hội sẽ xây dựng. Bởi vì chúng ta biết rằng là với bảo hiểm nhân thọ đó, thì kể từ lúc ban hành thì tính cho đến ngày hôm nay đã 20 năm rồi thưa quý vị. Thì đây là cái thời điểm mà Quốc hội chúng ta sẽ
ban hành lại và cũng như là điều chỉnh lại một số cái dự luật. Cái mục tiêu chính đó là gì? Đó là nhằm để phát triển và ngày càng nâng cao cái giá trị của bảo hiểm nhân thọ đối với lại người dân cũng như là trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Chính vì vậy thì bảo hiểm là một trong những 7 cái dự án luật rất quan trọng và sẽ được Quốc hội thông qua và xây dựng. Thì theo như kế hoạch đó, lập ra thì quý vị cũng biết rằng á, là sẽ theo cái lộ trình đó là vào tháng 7 năm 2023. Thế nhưng Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ á, thì cho rằng là cái dự án luật này cũng cần phải đẩy nhanh và phải có một cái tốc độ nó phải sớm nhất có thể. Lý do tại sao mà như vậy thì thưa với quý vị, cái chương trình ngày hôm nay đó thì sẽ có khoảng 40 phút thôi để tôi có thể giao lưu với tất cả quý khách. Thì chúng ta biết khi mà nói đến bảo hiểm nhân thọ thì không riêng gì lại khách hàng, mà thậm chí ngay cả trong khán phòng ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều quý khách. Chúng ta vẫn còn nhiều cái định kiến, nhiều cái cách nhìn trái chiều đối với bảo hiểm nhân thọ. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là bảo hiểm nhân thọ thực ra nó không phải là một cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta phải xa lánh nó. Nó là một cái điều mà Phú nghĩ rằng trong một cái xã hội phát triển ngày hôm nay đó thì bảo hiểm nhân thọ nó rất cần. Cũng giống như cái câu nói của Ngài Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, thì Ngài có nói rằng là vai trò của bảo hiểm nhân thọ nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ngày người còn ví cuộc sống mà không có bảo hiểm giống như là giống như đi cầu thang mà không có tay bệnh vậy đó. Thì thử một lần quý vị thử, Phú nói quý vị chúng ta hãy thử xem một lần, thử xem chúng ta đi lên cầu thang mà không có tay bệnh thôi. Thì thực ra mà nói thì nói gì nói thì nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác rất là lo âu, đúng không ạ? Như vậy thì đây là một thông tin tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái niềm tin rất lớn cho những khách hàng nào chúng ta có quan tâm nhưng chúng ta chưa đưa ra quyết định, thì Phú nghĩ rằng đây sẽ là một cái thông tin mà qua đó quý vị cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mà trong thời gian sắp tới quý vị sẽ quyết định trao cái trách nhiệm bảo vệ tài chính cho công ty bảo hiểm nhân thọ nói chung. Như vậy thì riêng đối với Prudential thì như thế nào? Thì thưa với quý khách, đối với Prudential là một trong những công ty luôn có một cái kim chỉ nam, đó là chúng tôi luôn đặt khách hàng là trọng tâm. Chính vì vậy thì trong suốt thời gian vừa qua và đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh lần thứ tư bùng phát đó, thì đây là một trong những cái động thái mà có thể nói rằng là rất là lớn từ phía công ty Prudential. Cái việc làm đầu tiên mà Prudential thực hiện ngay cho khách hàng đó là chúng tôi là một trong những công ty duy nhất so với lại 18 công ty còn lại trên thị trường, đó là chúng tôi điều chỉnh lại cái thời gian nộp phí bảo hiểm cho khách hàng từ 60 ngày lên 120 ngày. Hiện nay quý vị biết rằng là 19 công ty bảo hiểm thông thường khi mà tham gia thì cái thời gian mà được gia hạn đóng phí khi tới hạn định kỳ đó thì thông thường là 2 tháng 60 ngày. Tuy nhiên Prudential đã tiên phong trong việc đó là gì? Đó là chúng tôi nâng cái số ngày gia hạn này lên gấp đôi, đó là lên đến 4 tháng, có nghĩa là 120 ngày. Có một số khách hàng cho rằng là tại sao không hỗ trợ cái gì đó thiết thực hơn? Bởi vì thưa với quý khách, trong cái thời buổi dịch bệnh cũng như trong một cái những cái điều kiện nó khó khăn thách thức như hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có được một cái giải pháp tiết kiệm tài chính và bên cạnh đó là bảo vệ cho gia đình mình thì cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Nhưng nếu nói về tài chính thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hỗ trợ về tài chính. Điển hình giống như là chúng ta thấy rằng là trước đây đó, khi mà khách hàng tham gia bảo hiểm thì thông thường để tiếp cận với là một cái giải pháp tiết kiệm tối thiểu thì thông thường khách hàng họ phải có một cái mức phí hàng năm là tối thiểu là từ 8 triệu. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì chúng tôi đã giảm xuống chỉ còn có 6 triệu thôi. Có nghĩa là chúng tôi giảm 2 triệu đồng cho một cái giải pháp tiết kiệm với một cái mức phí tối thiểu là 6 triệu. Thì với cái việc làm này thì nó sẽ giúp cho khách hàng rút ngắn lại cái khoảng cách khi mà khách hàng sở hữu được một cái giải pháp tiết kiệm. Đây là một trong những cái việc làm rất là thiết thực. Và ngoài ra một cái câu hỏi rất là lớn mà Phú tin chắc rằng chắc có lẽ quý vị trong khán phòng ngày hôm nay, hơn 65 khách hàng trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta sẽ quan tâm, đó là gì? Đó là thế thì nếu như tôi không may tôi gặp rủi ro về COVID thì các công ty bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào? Và Prudential sẽ giải quyết ra sao? Thì thưa với quý vị, kể từ ngày 20 tháng 8 thì Prudential là một trong những cũng công ty ha, công ty duy nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có một cái thông cáo chính thức gửi đến cho hơn 2 triệu khách hàng của mình, đó là
tất cả khách hàng khi có tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi sẽ không loại trừ đối với là dịch bệnh COVID-19. Việc này đồng nghĩa với việc đó là gì? Đó là nếu khách hàng họ tham gia những cái giải pháp ở Prudential, nếu như họ có những cái rủi ro liên quan đến COVID-19, Phú nói ví dụ như là chúng ta nhập viện điều trị, hoặc là chúng ta điều trị nội trú hoặc ngoại trú, hoặc là nằm viện, hoặc là những cái biến chứng do COVID-19 làm cho bị bệnh hiểm nghèo, vân vân, và đặc biệt cao nhất đó là liên quan đến sinh mạng con người đó, thì Prudential chúng tôi sẽ chi trả. Nếu như khách hàng có tham gia thì chúng tôi sẽ chi trả. Và điều này minh chứng cho thấy rằng là thời gian gần đây đó, vừa qua chúng tôi cũng đã chi trả cho một số khách hàng, đặc biệt đó là những cái ca chi trả, thí dụ như là có một ca ở ngoài Hà Nội, một giáo viên thì cũng đã không may gặp một cái rủi ro COVID-19, chúng tôi đã chi trả số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hoặc một trường hợp gần đây là ở miền Tây của chúng ta, đó là một hộ lý chích vaccine, tuy nhiên bị sốc phản vệ và đã làm ảnh hưởng đến là sinh mạng. Với trường hợp này thì chúng tôi cũng đã chi trả một khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Thì thưa quý vị, thì nói đến đây thì chắc có lẽ quý vị sẽ an tâm hơn khi những khách hàng đã sở hữu hoặc chưa sở hữu, chúng ta cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn về cái chính sách mà chúng tôi không loại trừ với COVID-19. Và một cái câu hỏi được đặt ra nữa đó là gì? Nếu như mà tôi không may mắc COVID-19 nhưng sau đó đã được điều trị khỏi, vậy thì tôi có được tham gia bảo hiểm nhân thọ hay là không? Thì nói đến đây thì quý vị chúng ta có thể tham khảo một tí xíu. Ở bên góc tay trái màn hình thiết bị của quý vị, ngay chỗ này nè quý vị, đó. Thì chúng ta thấy rằng là khách hàng được điều trị khỏi bệnh, có nghĩa là đã xuất viện ha, sau khi đã điều trị bệnh và đã xuất viện trong vòng 4 tuần, hoặc đã hoàn thành cái việc cách ly tập trung do y tế địa phương yêu cầu đó, thì chúng ta nếu như sức khỏe của chúng ta bình phục thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia một cái giải pháp bảo hiểm, một cái gói bảo hiểm nhân thọ nào đó y như bình thường, không có gì thay đổi cả. Và các anh chị chuyên viên tài chính của Prudential sẽ hỗ trợ cho quý khách kê khai chỉ duy nhất một cái câu hỏi số 9 trong cái tờ khai sức khỏe mà thôi. Thì tôi tin chắc rằng với những cái động thái này đó, quý vị cũng sẽ cảm thấy an lòng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta được tiết kiệm, bảo vệ, nhưng với một cái đại dịch lớn COVID-19 thì quý vị cũng sẽ càng an tâm hơn, càng ấm lòng hơn khi mà Prudential vẫn kề bên mỗi gia đình khách hàng. Cũng trong thời gian vừa qua đó, thì cô chú và các chị cũng biết là toàn bộ ban giám đốc công ty Prudential thì mỗi một ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đó, thì tất cả các thành viên trong ban giám đốc công ty đã trực tiếp điện thoại đến từng khách hàng. Phú xin được nhấn mạnh rằng từng khách hàng không may là bị dương tính với là COVID-19 thì ban giám đốc cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm cũng như là hỗ trợ kịp thời. Và cái điều thiết thực nhất đó là chúng tôi cung cấp một cái chương trình, đó là một chương trình bác sĩ trực tuyến nhằm để tham vấn cho khách hàng không may bị dương tính mà họ đang điều trị cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở cách ly tập trung đó, để họ có đầy đủ các thông tin để mà họ có thể tự chăm sóc cái sức khỏe của mình, để cải thiện cái sức khỏe của mình. Và đã có rất là nhiều người khách hàng họ đã vượt qua được những cái rủi ro về COVID-19. Thì thưa với quý khách, thì chúng ta cũng thấy cái việc mà hỗ trợ từ phía Prudential thì nó cũng là một trong những cái kim chỉ nam, giống như Phú nói ở phần đầu ha, luôn lấy con người làm trọng tâm. Thì ngoài ra thì còn rất rất là nhiều cái chương trình mà chúng tôi hỗ trợ cho những cái chương trình về phòng chống dịch COVID-19 cho khách hàng. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ hỏi Phú rằng là chắc có lẽ anh Phú cũng sẽ giới thiệu một cái giải pháp nào đó rồi để mời gia đình khách hàng chúng ta sẽ sở hữu một trong những cái giải pháp nào đó. Hay nói chúng ta nói một cách thẳng thắn, đó là quý vị sẽ nói rằng là anh Phú ảnh sẽ tư vấn cho tôi thêm một cái hợp đồng bảo hiểm nữa. Vậy thì trước khi nói đến điều này đó, thì quý vị an tâm một điều rằng là cái thông điệp đầu chương trình Phú đưa ra cho quý khách đó là hôm nay quý khách không phải lo lắng, là bởi vì quý khách sẽ không phải mua bất kỳ điều gì hết. Mà hôm nay chỉ đơn thuần đó là gì? Phú sẽ đại diện cho Prudential, sẽ chia sẻ cho quý khách một trong những cái giải pháp tiết kiệm. Cái giải pháp này, cái sự gật đầu của quý vị đó chính là sự quyết định của gia đình quý khách, chứ không phải Phú mời gọi quý khách chúng ta mua một cái sản phẩm gì đó của công ty, được không ạ? Như vậy thì quý vị sẽ, chúng ta sẽ khai thông cái tư tưởng ngay từ đầu để chúng ta không phải lo lắng, được không ạ?
cái điều quan trọng nhất là ngày hôm nay quý vị thực sự chúng ta sẽ an tâm với cái giải pháp quý vị đã tham gia, và những quý vị nào chúng ta chuẩn bị tham gia thì Phú tin chắc rằng quý vị sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định cho gia đình của mình. Thế thì thưa quý vị, tại sao chúng ta phải tham gia bảo hiểm nhân thọ? Đây là một cái câu hỏi rất lớn, tuy nhiên sẽ không có nhiều người trả lời được câu hỏi này, đúng không ạ? Sẽ có một số khách hàng nói rằng là tham gia bảo hiểm để dành tiền, để bảo vệ, hay là để dành tiền, hay là để cho con đi học, hay là để có rủi ro gì đó mình không bị tốn tiền, đúng không? Có rất là nhiều cái lý do đưa ra từ phía của khách hàng. Nhưng thưa với quý khách nên nhớ một điều rằng á, chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ đó chỉ có những điều sau đây mà quý vị thấy đang thấy trên cái màn hình của quý khách. Thật ra chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ là chính vì những điều này. Tuy nhiên có hai cái điều mà Phú nghĩ rằng tất cả quý vị ở đây sẽ có rất nhiều khách hàng chúng ta chưa có nghĩ tới. Đó chính là hai cái dòng thứ tư và thứ năm. Đó là hưu trí về già và hậu sự cuối đời. Trong các phòng này có bao nhiêu quý vị chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta 60 tuổi hoặc chúng ta 65 tuổi chúng ta về hưu, chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền? Sẽ có một số người nói rằng là có suy nghĩ đến điều này, nhưng mà có rất nhiều người sẽ không bao giờ suy nghĩ đến điều này, đúng không ạ? Có bao nhiêu quý vị nghĩ rằng khi tôi về hưu về già, khi tôi bắt đầu tôi kết thúc công việc của mình đó, thì lúc này đây tôi sẽ hưởng trọn vẹn cái tuổi hưu trí của mình, hay là lúc này tôi phải tiếp tục mà dựa dẫm vào con cái của mình và vô tình trở thành một cái áp lực, một cái gánh nặng tài chính cho con cái của mình? Có rất là nhiều người chúng ta chưa nghĩ đến điều này, đúng không ạ? Và nếu như để về hưu về già mà chúng ta có được một cái bảo hiểm xã hội mà bây giờ người ta thường nói là chúng ta nhận cái lương hưu đó, thì trong khán phòng này có bao nhiêu khách hàng chúng ta đang làm cho cơ quan nhà nước hoặc đang làm cho một cái công ty nào đó mà chúng ta đang có tham gia đóng bảo hiểm xã hội? Mà quý vị nên nhớ rằng phải tham gia tối thiểu là 20 năm thì chúng ta mới được nhận cái lương hưu. Như vậy thì đây là hai cái câu hỏi rất là lớn mà Phú nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn chúng ta chưa trả lời được câu hỏi này. Chính vì vậy ngày hôm nay Phú tổng hợp lại 5 điều để cho quý vị thấy lý do tại sao chúng ta phải tham gia bảo hiểm nhân thọ là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thế thì bảo hiểm nhân thọ là cái gì? Tại sao chúng ta cần phải tham gia? Có một số quý vị nói tôi chơi vậy thôi chứ tôi cũng không biết là nó làm sao nữa. Thì có cái chị tư vấn viên nó kêu tôi chơi thôi. Tôi định chơi 5 năm, 10 năm. Đúng không ạ? Hay là có một số nói rằng là tôi thấy cái người tư vấn viên năn nỉ tôi quá cho nên tôi tham gia. Hoặc là bây giờ tôi nói có một số quý khách nói rằng tôi ủng hộ. Nhưng thưa quý vị, tôi xin được làm rõ tới tất cả quý vị rằng là chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ đó là một cái sự chuẩn bị rất quan trọng ở tương lai. Phú xin được nhấn mạnh đây là một cái sự chuẩn bị rất quan trọng ở tương lai mà có thể ngay trước mắt quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Mà chắc có lẽ một điều rằng là chúng ta chưa có hiểu được thế thì bảo hiểm nhân thọ tham gia là để làm cái gì? Và nó là cái gì? Đúng không ạ? Có rất là nhiều cái câu hỏi được trả lời. Nhưng tôi muốn làm cho quý vị rõ hơn về cái vấn đề tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thật chất ra tham gia bảo hiểm nhân thọ chung quy nó cũng chỉ là một cái ngành tài chính. Tài chính thì sẽ có 3 lĩnh vực lớn. Lĩnh vực thứ nhất đó là bảo hiểm, lĩnh vực thứ hai đó là chứng khoán, và lĩnh vực thứ ba đó chính là bảo hiểm nhân thọ. Như vậy thì bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực tài chính. Vậy thì khi khách hàng họ tham gia một cái giải pháp nào đó đối với bất kỳ một công ty bảo hiểm nào đó, như vậy thì khi mà hàng năm họ đóng một cái khoản phí bảo hiểm, hay còn gọi là họ gửi một cái khoản tiết kiệm phí bảo hiểm cho bất kỳ một công ty nào đó, vậy thì cái phí này để làm gì? Và cái phí này nó sẽ đi đâu? Thì thưa với quý vị, cái phí này trước tiên là các công ty bảo hiểm họ sẽ bỏ vào trong cái quỹ dự trữ tài chính này. Và cái quỹ này sẽ được rất là nhiều người tham gia và họ bỏ vào trong cái quỹ này. Nói nôm na là gì? Bảo hiểm nhân thọ đó chính là một cái quỹ dự trữ tài chính dài hạn. Nó được đóng góp bởi số đông người để chia sẻ rủi ro cho một số ít người. Quý vị cũng có thể nghĩ đây là một cái cách để chúng ta làm từ thiện nữa. Nhưng mà cái cách làm từ thiện này không cần phải sao kê quý vị ha. Rồi. Như vậy thì đây là một cái khái niệm cơ bản của tham gia bảo hiểm nhân thọ. Như vậy thì cái cách thức hoạt động nó là như vậy. Vậy khi cái phí bảo hiểm nó vào trong cái quỹ dự trữ tài chính này đó, thì để làm gì? Điều đầu tiên đó là nếu như
có một bất kỳ một khách hàng đó gặp rủi ro thì sẽ lấy từ trong cái quỹ này để chi trả cái quyền lợi bảo hiểm cho một cái khách hàng nào đó gặp rủi ro, hoặc là chi trả cho một cái khách hàng nào đó khi họ đã tiết kiệm đủ cái thời hạn hợp đồng, chúng tôi gọi đó là đáo hạn hợp đồng, thì sẽ gửi lại toàn bộ các khoản tiền cho khách hàng. Như vậy thì chúng ta phát hiện một điều rằng đó chính là gì? Đó chính là chúng ta tham gia có rủi ro cũng được chi trả, không có rủi ro cũng được chi trả. Quý vị đồng ý với Phú cái chỗ này đúng không ạ? Có rủi ro cũng được chi trả, không có rủi ro cũng nhận lại toàn bộ tiền của mình, được chưa? Rồi, và kèm theo đó nữa đó là gì? Chúng tôi cũng sẽ dùng để chi trả cho khách hàng khi không may họ có cái nhu cầu đó là tất toán cái hợp đồng sớm với hạn định. À, chúng tôi cũng dùng trong cái quỹ này để chúng tôi thanh toán cái khoản phí đó cho khách hàng. Rồi, thế nhưng cái khoản phí này nếu như mà nó nằm một chỗ như vậy đó thì nó rất là uổng phí và nó cũng sẽ không có sinh lợi nhuận. Chính vì vậy mà các công ty bảo hiểm nhân thọ họ sẽ dùng cái quỹ dự trữ tài chính này nè, họ đem đi tái đầu tư. À, và cái hình thức đầu tư đó là gì? Quý vị cũng an tâm một điều luôn, cái hình thức đầu tư nó cũng rất là an toàn luôn. Hình thức đầu tư này đó chính là chúng tôi đầu tư vào hai cái lĩnh vực chính, đó chính thứ nhất đó chính là đầu tư vào trái phiếu chính phủ, à, có nghĩa là làm ăn với chính phủ đó quý vị. Thứ hai đó là chúng tôi đầu tư vào cái tiết kiệm tiền gửi ở các ngân hàng. Như vậy thì sau khi đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lợi nhuận, và cái lợi nhuận này tiếp tục nó bỏ ngược vào trong cái quỹ dự trữ tài chính như thế này, quý vị thấy trên màn hình. Được không ạ? Rồi, như vậy thì nói tóm lại, bảo hiểm nhân thọ cái cách thức hoạt động nó đơn giản chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng tại sao chúng ta phải tham gia? À, và tại sao phải tham gia ngay tại thời điểm này? Bởi vì thưa với quý vị rằng là nếu như cách đây 10 năm hoặc 15 năm về trước đó, khi chúng ta tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó thì chúng ta chỉ được bảo hiểm, gọi là bảo hiểm thuần túy thôi. Có nghĩa là ví dụ chúng ta tham gia với mệnh giá 300 triệu hoặc 400 triệu, vậy thì khi gặp rủi ro thì chúng ta sẽ được các công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả cho chúng ta cái số tiền như đã cam kết lúc đầu. Được không ạ? Nhưng tại thời điểm hiện tại, hầu như tất cả các dòng giải pháp của bảo hiểm nhân thọ đã được nâng cấp lên rất đáng kể thưa với quý khách. Và riêng Prudential là một trong những công ty có một cái giải pháp về đầu tư nâng cấp ở mức độ có thể nói rằng là tốt nhất. Thế thì tại sao chúng tôi nói tốt nhất? Là bởi vì chúng tôi có những cái thế mạnh rất đáng kể. Thì ở phần sau quý vị sẽ thấy được cái thế mạnh đáng kể đó là gì. Thì nói tóm lại, giải pháp ngày hôm nay mà Phú muốn chia sẻ nhanh cho quý vị đó là một cái dòng giải pháp về đầu tư. Nó sẽ mang một cái dáng dấp đó là vừa đầu tư vừa bảo vệ. Mà đầu tư ở đây đó chính là chúng tôi đầu tư tài chính. Thế thì tại sao có cái dòng giải pháp này ra đời? Thì điều đó nó cũng do chính từ quý khách hàng mà ra. Đúng không ạ? Bởi vì khách hàng nói rằng là bây giờ tôi không muốn cái đồng tiền của tôi gửi vô, rồi sau đó tôi nhận lại con tí xíu tiền thôi. À, có nghĩa tí xíu tiền lãi nha quý vị, chứ không phải là tiền gốc nha. À, tại vì tôi không muốn, một số khách hàng là luôn luôn có một cái nhu cầu đó là cái tiền của mình gửi vào đó là mong muốn có lợi, có lãi nhiều tí xíu. Vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu đó thì chúng tôi ra mắt một cái dòng giải pháp đó là vừa đầu tư tài chính vừa kết hợp với là bảo vệ. Nó sẽ khác hẳn với những dòng bảo hiểm thuần túy trước đây. Vậy thì với dòng bảo hiểm này nó có một cái đặc trưng rất khác biệt, đó là gì? Chúng ta bình yên chúng ta vẫn nhận tiền, chúng ta có rủi ro chúng ta vẫn nhận tiền. Đây là khác biệt vô cùng lớn so với lại các lĩnh vực tài chính khác trên thị trường. Thế thì như vậy thì ngày hôm nay cái giải pháp mà Phú muốn chia sẻ cho quý vị nó cũng bắt đầu bằng hai chữ, đó chính là đầu tư. À, thế thì giải pháp này cái tên chính thức của nó, cái tên thương mại của nó đó chính là đầu tư linh hoạt. Vậy thì khi chúng ta tham gia cái giải pháp này đó, đầu tư linh hoạt này, thì chúng ta sẽ có những cái quyền lợi sau đây. Thứ nhất là chúng ta được gia tăng cái lợi nhuận khi chúng ta đầu tư vào trong giải pháp này. Phú dùng cái từ gia tăng ở đây đó là vì sao? Đó là bởi vì dòng giải pháp này nó sẽ có cái tốc độ sinh lợi nhuận nó cao hơn so với những dòng bảo hiểm thuần túy trước đây. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ có một cái sự linh hoạt. Cái linh hoạt ở đây đó là gì? Thứ nhất đó là linh hoạt đóng phí bảo hiểm, muốn đóng bao nhiêu năm là do quý vị quyết định. Thế nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị là chúng ta nên đầu tư ở một cái thời hạn thấp nhất, thì nên từ bắt đầu từ con số 10 năm thì nó sẽ giúp cho chúng ta trung hòa và có cái tốc độ lãi ròng nó tốt hơn. Đúng không ạ? Và tới khi đó thì cái tài chính của chúng ta nó mới đủ lớn để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề gì đó. Và ngoài ra chúng ta còn có những sự linh hoạt khác. Ví dụ như chúng ta được quyền tăng giảm cái giá trị bản mệnh của mình. Rồi chúng ta được quyền kết thúc hợp đồng khi nào là cũng do khách hàng quyết định. Đó. Có nghĩa là khách hàng khi mà chúng ta thấy được cái thời hạn mà nó đã sinh lợi cho chúng ta rồi mà chúng ta không muốn tiếp tục nữa đó,
thì chúng ta có quyền tạm ngừng và chúng ta lấy hết toàn bộ lại cái khoản vốn đầu tư của mình trong đó. Thì đó chính là những cái sự linh hoạt của giải pháp này. Và ngoài ra, một trong những cái ý nghĩa nhân văn cao cả nhất của dòng giải pháp này đó chính là chúng tôi bảo vệ tài chính cho gia đình khách hàng. Và thông qua những cái danh mục đầu tư rất là phong phú thì quý vị có thể nhìn bên tay phải trên cái thiết bị của quý khách đó, thì chúng ta thấy có những cái danh mục đầu tư mà hiện nay giải pháp đầu tư linh hoạt này chúng tôi đang đầu tư vào trong những cái hạng mục như thế này. Chúng ta thấy rằng là cổ phiếu ha, là có những cái danh mục đầu tư như tăng trưởng bền vững, rồi trái phiếu bảo toàn. Thì các anh chị tư vấn viên tài chính đó, họ sẽ là những người tham vấn cho quý khách chúng ta nên lựa chọn cái danh mục đầu tư nào phù hợp. Bởi vì ở một cái độ tuổi khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái nhu cầu đầu tư nó sẽ khác nhau, được không ạ? Rồi, như vậy thì tiếp theo sau đó, để quý vị chúng ta hình dung rõ ràng hơn, Phú có một cái ví dụ minh họa. Bây giờ giả sử như có một cái khách hàng tên A, người này năm nay 35 tuổi, có một cô vợ 30 tuổi và một người con 6 tuổi. Thế thì cái người khách hàng tên A này quyết định đầu tư vào trong giải pháp mà nãy giờ Phú đang giới thiệu với quý khách đó, mỗi một năm là 50 triệu đồng. Thế thì câu hỏi đặt ra lúc này đó là gì? Phải chăng tôi phải có một 50 triệu một năm tôi mới đầu tư vào giải pháp này? Dạ xin thưa không phải. Đây là một cái ví dụ minh họa quý vị ha. Đây là một cái ví dụ minh họa, bởi vì đầu tư tiết kiệm bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính, và điều đặc biệt đó chính là cái quyền quyết định của mỗi khách hàng trong các phòng ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta tạm thời lấy cái số con, lấy cái một cái ví dụ minh họa là 50 triệu đồng một năm theo cái gia đình của Anna này, để chúng ta xem thử coi cái kế hoạch tài chính của anh sẽ diễn ra như thế nào. Như vậy thì cái thời gian anh đầu tư vào đây dự kiến là 15 năm và anh lựa chọn danh mục đầu tư đó chính là cổ phiếu. Vậy thì khi mà anh quyết định đầu tư chỉ cần 50 triệu đồng một năm thì lúc này đây anh sẽ tạo dựng cho gia đình của mình một cái tài sản ở tương lai, đó là gì? 15 năm sau anh sẽ có 1 tỷ đồng và 20 năm sau anh sẽ có số tiền 2 tỷ đồng. Và Phú xin được nhấn mạnh rằng đây là những con số dự kiến quý vị ha, dự kiến. Rồi, như vậy thì với cái khoản chi phí tiết kiệm như vậy thì bây giờ cái quyền lợi anh nhận được là như thế nào? Thứ nhất, anh được bảo vệ với cái mệnh giá là 1 tỷ đồng cùng với lại một cái thẻ chăm sóc sức khỏe toàn diện 100 triệu đồng một năm, cùng với rất rất nhiều những cái quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo hoặc những cái rủi ro về tai nạn. Và cái điều quan trọng nhất đó là một cái quỹ học vấn cũng như là cái quỹ hưu trí dài hạn cho anh và người con trai của anh. Vậy thì bây giờ quý vị xem, có 4 cái sự thật sau đây mà Phú muốn chia sẻ với quý vị tại sao chúng ta phải đắn đo và suy nghĩ về dòng giải pháp này. Và chúng ta xem thử coi 4 cái sự thật này thực ra nó có đáng để cho anh quyết định đầu tư vào đây hay là không. Thế thì 4 sự thật sau đây. Sự thật thứ nhất, tham gia bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ tài sản cho gia đình. Thế thì tại sao chúng ta phải nói rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ là tài sản của chúng ta được bảo vệ? Bởi vì quý vị xem, chúng ta thấy anh A trong trường hợp này khi anh tham gia đó, ngay lập tức từ năm 35 tuổi á, thì ngay lập tức chỉ một khoản tiền 50 triệu đồng một năm, thì ngay lập tức con số 1 tỷ đồng nó sẽ hiệu lực ngay tức thời tại thời điểm năm 35 tuổi. Và một cái điều nó rất là, mà chúng tôi gọi đó là mâu thuẫn, đó là gì? Bởi vì khi chúng ta gửi ngân hàng đó quý vị, là chúng ta dùng số tiền lớn để chúng ta lấy số tiền nhỏ, đúng không? Hay còn gọi đó là gửi ngân hàng, sau đó ngân hàng nó trả lãi suất cho chúng ta hàng năm là 5% một năm đó, được không ạ? Trung bình là 5% một năm. Thế thì riêng đối với là bảo hiểm nhân thọ đó, thì bây giờ với số tiền 50 triệu của anh thì ngay lập tức cái giá trị sinh mệnh, giá trị bản mệnh của anh sẽ được hình thành, đó chính là con số 1 tỷ đồng. Cho nên chúng tôi gọi đây là gì? Dùng số tiền nhỏ để đổi lấy số tiền lớn. Nhưng thực ra quý vị sẽ nói rằng là con số đó là trừ khi nào gặp rủi ro thôi. Nhưng quý vị nên nhớ, bây giờ quý vị hãy xem đây. Bây giờ tại thời điểm năm 35 tuổi thì sẽ có giá trị 1 tỷ đồng. Thế thì giả sử như 2 năm sau đó anh A lỡ như không may nằm viện đi, thì lúc này đây anh cũng vẫn có cái thẻ chăm sóc sức khỏe toàn diện anh lấy ra anh xài, được không ạ? Hoặc thậm chí bây giờ giả sử như bây giờ 3 năm sau đó anh 40 tuổi, anh không may mắc một cái căn bệnh, ví dụ như là một căn bệnh ung thư chẳng hạn, được không ạ? Mới có 40 tuổi thôi đó. Thì ngay lập tức lúc này đây thì Prudential sẽ tiếp tục hỗ trợ khoản chi phí là 200 triệu đồng. Như vậy thì chúng ta thấy tại thời điểm này á, thế thì con số 1 tỷ đồng nó đâu rồi quý vị? Bởi vì con số 1 tỷ đồng này sẽ bảo vệ khi nó liên quan đến vấn đề sinh mạng hoặc là cái thương tật toàn bộ bệnh viện. Vậy thì trong trường hợp mới mắc bệnh có nghĩa là chúng ta chỉ liên quan đến sức khỏe thôi. Thì
Anna sẽ được hỗ trợ những khoản tài chính 100 triệu hoặc 200 triệu. Thế nhưng cái câu hỏi đặt ra rất lớn đó là gì? Thế thì sau khi điều trị bệnh ung thư xong, thế thì bây giờ câu hỏi được đặt ra, anh A có còn khả năng để có tài chính tiếp tục để chúng ta đầu tư vào trong cái hợp đồng này hay không? Một số quý vị nói rằng là thôi tới đây chi trả 200 triệu là ngưng rồi, không có còn gì nữa đâu, được không ạ? Hay là Anna cũng sẽ chấm dứt hợp đồng tại vì Anna không còn khả năng, đúng không ạ? Thưa với quý vị, đó là những suy nghĩ của quý vị hoặc là của một người nào đó thôi. Nhưng đối với đầu tư linh hoạt dòng giải pháp mà Phú đang chia sẻ cho quý vị, nó có một cái hay đó là gì? Đó là khi không may gặp rủi ro về bệnh ung thư thì cho dù cái thời hạn hợp đồng còn lại bao nhiêu thì chúng tôi sẽ miễn đóng phí hoàn toàn. Thì trong trường hợp này, đó là từ năm 41 tuổi đến năm 50 tuổi, thì hợp đồng này 10 năm còn lại chúng tôi sẽ miễn đóng phí, không thu thêm bất kỳ một khoản phí nào của phía gia đình Anna nữa. Mà 10 năm phí này Prudential sẽ đứng ra đóng thay phí cho gia đình Anna. Thì trong cái lúc này đây, tại sao chúng ta nói rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ cái tài sản trong gia đình của mình? Mặc dù chúng ta thấy Anna không còn khả năng làm ra tài chính nữa, nhưng Anna vẫn đảm bảo một cái nguồn tài chính vào năm 50 tuổi, số tiền là 1 tỷ đồng do Prudential đứng ra đóng thay phí đó. Và nếu như chúng ta cứ tiếp tục để thì rõ ràng chúng ta thấy thì cái số tiền này nó sẽ càng tăng lên. Nhưng trong lúc này đây, Phú thiết nghĩ rằng 50 tuổi cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta nhận lại toàn bộ cái tiền này cho gia đình của Anna. Vậy thì đó là sự thật số 1, tham gia bảo hiểm nhân thọ là để tài sản của chúng ta được bảo vệ. Cái sự thật số 2 đó là gì? Tham gia bảo hiểm nhân thọ là để thể hiện cái tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình. Bây giờ chúng ta xem một cái bức tranh quý vị ha. Đây là một cái bức tranh mà trong cuộc đời của chúng ta ai cũng phải trải qua, được không ạ? Chúng ta thấy á, cuộc sống á, đối với một người trụ cột trong gia đình á, thì thật ra cái lý do chính mà họ phải cố gắng đi làm tìm kiếm thu nhập là để dành, để làm cái gì và để cho ai. Thì trên chiếc xe quý vị có thể đoán được đó là cha, mẹ, đó là chồng hoặc là vợ, đó là con cái hoặc đó là người thân. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi quý vị. Ở đây thì Phú chưa nói đến trách nhiệm của xã hội. Thì nếu mà nói đến trách nhiệm xã hội thì nó sẽ mang cái tầm vĩ mô lắm. Thì thôi Phú không nói trách nhiệm đối với xã hội. Phú chỉ nói đến vấn đề là trách nhiệm của cuộc đời mình đối với gia đình của mình mà thôi. Vậy thì bây giờ Phú sẽ làm một cái bài toán để quý vị xem tại sao chúng ta nói rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ còn thể hiện trách nhiệm của gia đình mình. Bây giờ quý vị có thể thấy một tháng như vậy, đây là một cái mức chi tiêu cơ bản tối thiểu của một gia đình trung bình thôi ha quý vị ha. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tiền ăn, tiền uống một tháng thôi, Phú cho một cái chi phí đó là 3 triệu đồng một tháng. Tiền con đi học là 2 triệu đồng một tháng. Tiền phụng dưỡng cha mẹ 3 triệu đồng một tháng. Các cái chi phí khác, ví dụ như chi phí về đám cưới hay là sinh nhật hay là bạn bè vân vân, thì Phú cho cái chi phí này nó trung bình là khoảng 2 triệu một tháng. Cái này là Phú đang nói ở một cái mức trung bình ha quý vị ha. Vậy thì bốn cái khoản chi phí mà không bao giờ không né được, chúng ta thấy trên màn hình đó là gì? Đó là một tháng như vậy thì chúng ta phải tốn 10 triệu cho một cái gia đình nhỏ của mình. Nếu như ai mà nhiều con á, giống như Phú này hiện nay là ba con, thì chi phí nó còn nhiều hơn nữa quý vị. Vậy thì bây giờ với chi phí này là 10 triệu, thế thì bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ ha. Bây giờ trường hợp của Anna, bây giờ chúng ta thấy 10 triệu đồng này á, anh A sẽ phải lo cho cha mẹ, cho vợ con, cho gia đình của mình từ năm 35 tuổi đến năm 65 tuổi là cái năm anh sẽ về hưu, phải không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta lấy 10 triệu đồng này, chúng ta nhân cho 12 tháng, đúng không ạ? Tại vì 10 triệu một tháng mà. Và chúng ta nhân cho cái thời gian từ năm 35 cho đến năm 65 tuổi, có nghĩa là 30 năm. Vậy thì chúng ta thấy, chúng ta nhân vào, chúng ta sẽ ra một con số nó khủng khiếp vô cùng, đó là 3 tỷ 600 triệu. Và con số này Phú chưa có tính lạm phát vào trong đó. Nếu mà tính lạm phát vô thì cái số tiền này nó còn mất giá nữa quý vị. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy trung bình 30 năm cái trách nhiệm của một người trụ cột đối với là gia đình và người thân của mình là như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ thưa với quý vị, giả sử nếu như trong một cái hành trình 30 năm đó, Anna ảnh không may gặp một cái rủi ro về tai nạn, hoặc ví dụ như ảnh gặp một cái rủi ro về bệnh tật hoặc là thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hoặc là anh gặp một cái rủi ro về bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, giống như cái ví dụ ở phía trên, khi mà anh gặp một cái rủi ro bệnh hiểm nghèo, hoặc thậm chí là bây giờ liên quan đến vấn đề đó là gì? Đó là anh sẽ lìa xa cuộc đời này.
Thế thì thưa với quý vị, đây là bốn cái rủi ro mà Phú tin chắc rằng trong cuộc sống này không ai không né khỏi. Có điều là ông trời ông kêu mình dạ khi nào thì mình sẽ dạ khi đó thôi, đúng không ạ? Rồi, vậy thì nếu như những cái rủi ro này xảy ra thì câu hỏi rất lớn được đặt ra, ai sẽ là người thay thế bạn để phụng dưỡng và lo lắng cho cha mẹ và gia đình của mình? Ai sẽ là người đứng ra nuôi con mình nếu như mà mình không còn trên đời này nữa? Cho nên chính vì vậy chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta biết được rằng đó là gì? Chúng ta còn thể hiện được cái trách nhiệm, cái tình thương yêu của bản thân mình đối với gia đình của mình. Đó chính là cái sự thật số 2. Thế thì cái sự thật số 3, người ta nói tham gia bảo hiểm nhân thọ, đó giờ không ai nói là tham gia bảo hiểm để rồi nghèo hơn. Phú thấy đa phần tham gia bảo hiểm toàn là giàu hơn không mà quý vị. Và thật sự là nó như vậy quý vị. Khi chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ, đó là chúng ta có cơ hội chúng ta giàu có hơn, chứ không ai tham gia bảo hiểm nhân thọ để rồi nghèo hơn. À, đây là một trong những cái Phú tạm gọi đó là một cái khái niệm, một cái khái niệm mà hồi đó giờ chưa có một cái sự thay thế nào khác về cái khái niệm này. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chúng ta còn an nhàn hơn nữa, thậm chí là chúng ta còn chu toàn hơn nữa quý vị. À, chu toàn hơn ở gì? Chúng ta thoải mái, chúng ta vui vẻ trong cuộc sống, để chúng ta tận hưởng cuộc sống, và chúng ta còn có thể thoải mái tư tưởng đầu óc để chúng ta làm những điều khác nó tốt đẹp hơn. À, bây giờ quý vị xem, bây giờ cũng giống như trong cái trường hợp của gia đình Anna, tại sao nói là tham gia bảo hiểm chúng ta sẽ giàu hơn, chúng ta sẽ chu toàn hơn? Phú giả sử như bây giờ Anna anh tham gia năm 35 tuổi, trong suốt 15 năm anh đầu tư bộ này anh không gặp bất kỳ cái rủi ro gì xảy ra, thì có phải là bây giờ tới năm 50 tuổi lúc này đây, cái số tiền anh sẽ có trong tài khoản của mình tạm ha, dự kiến là 1 tỷ đồng, mặc dù suốt 15 năm tiết kiệm khoảng chừng có 750 triệu thôi, nhưng mà chúng ta thấy bây giờ chúng ta gửi vào suốt cái hành trình 15 này, nếu như ở một cái thời điểm nào đó gặp rủi ro thì đầu tư linh hoạt sẽ đứng ra bảo vệ cái số tiền 1 tỷ. Còn nếu như không có gặp rủi ro thì cái số tiền 1 tỷ đồng này nó vẫn hiện diện ở năm 50 tuổi. Mà mặc dù suốt 15 năm mình tiết kiệm đâu đó khoảng chừng 750 triệu. Nhưng mà tôi tin chắc rằng quý vị sẽ không bao giờ đong đo cân đếm cái vấn đề là giữa cái việc mà chúng ta lời bao nhiêu trong trường hợp này. Bởi vì thật lòng mà nói, khi mà chúng ta vẫn đã an nhàn được khoảng 15 năm, chúng ta nhận ra toàn bộ tiền bảo hiểm của mình, trong đó có thêm một khoản lãi, thì rõ ràng đó là một cái điều phải nói rằng là nó sướng vô cùng quý vị. Rồi, giả sử bây giờ nếu như chúng ta trong trường hợp mà không tạm ngưng ở 50 tuổi mà bây giờ tạm ngưng ở năm 55 tuổi thì sao? Số tiền nó sẽ tăng lên từ 1 tỷ lên 2 tỷ, rất lớn thưa với quý vị, rất là lớn luôn. Chính vì vậy tham gia bảo hiểm nhân thọ là để giàu hơn, đúng không ạ? Chu toàn hơn và chúng ta an tâm hơn trong cuộc sống này. Đó. Mà giả sử như bây giờ ha, tới năm 55 tuổi ha, tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị giả bộ ha, quý vị giả sử quý vị rút ra 1 tỷ đồng hoặc là quý vị rút ra 1 tỷ rưỡi chẳng hạn được hay không? Hoàn toàn cũng được luôn. À, hoàn toàn cũng được luôn. Chúng ta để lại vài trăm triệu để chúng ta tiếp tục được bảo vệ với số tiền là 1 tỷ đồng. Đó. Đó chính là những cái điểm sáng của giải pháp đầu tư linh hoạt. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy ha, gói gọn lại với khoản tiền mà anh A ảnh đầu tư vào trong giải pháp này, ảnh được chu toàn cả gia đình mình, cả vợ, cả con đều được bảo vệ. À, và chúng ta thấy có những cái quỹ tài chính dự phòng 15 năm, 20 năm là 1 tỷ đồng hoặc là 2 tỷ đồng. Rồi, như vậy thì nếu như chúng ta cộng tất tần tật lại của người chồng, người vợ và người con thì chúng ta thấy chúng ta được bảo vệ trong trường hợp này lên đến hơn, tròn chỉnh là một con số 1 tỷ 900 triệu, gần 2 tỷ đồng. Mà Anna chỉ cần tiết kiệm một năm như vậy khoảng chừng 50 triệu. À, vậy thì đây là cái lựa chọn của gia đình Anna, được không ạ? Rồi, thế thì đó là cái sự thật số 3. Bây giờ chúng ta trở qua với cái sự thật số 4. Phú biết trong khán phòng ngày hôm nay có rất là nhiều khách hàng ở khu vực tỉnh An Giang. À, mà An Giang cũng là một cái mảnh đất mà Phú cũng đã từng làm việc qua ở đó. À, có thể nói rằng là An Giang là một cái vùng đất mà có thể nói rằng là một cái vùng đất nó có nhiều cái điều rất là thú vị. À, chúng ta thấy rằng là có một cái thành phố Long Xuyên rất là sầm uất, có một cái thành phố Châu Đốc với một cái địa danh nổi tiếng, đó là núi Cấm và cùng với lại chùa Bà rất là nổi tiếng. Tuy nhiên nó cũng có một cái điều mà chắc hẳn quý vị cũng sẽ rất quen thuộc, đó là gì? Vào những cái thời điểm mà lũ kéo về đó thì có rất là nhiều cái ngôi nhà, đặc biệt là những ngôi nhà mà ven sông đó quý vị, thì đa phần hầu như năm nào chúng ta cũng nghe những cái thông tin sạt lở. Đây là hầu như cái điều mà có thể nói rằng là
ở khu vực tỉnh An Giang chúng ta lâu lâu cũng gặp phải những cái rủi ro như thế này. Thế thì bây giờ quý vị thấy trên màn hình, Phú giả sử bây giờ nếu như có một cái ngôi nhà ở ngay trên cái địa phận tỉnh An Giang mà không may bị một cái cơn lũ nó làm cho sói mòn và cuốn trôi cái ngôi nhà này xuống sông, thì tới lúc này đây cái người chủ nhà này họ liên hệ với một công ty bảo hiểm, họ muốn mua một cái bảo hiểm để bảo vệ cho ngôi nhà này, thì thưa với quý vị, có công ty nào dám bán một cái bảo hiểm về căn nhà này cho cái người khách hàng nào đó không? Tôi tin khẳng định 100% là không có một công ty bảo hiểm nào mà dám bán, được không ạ? Hoặc thậm chí là bây giờ giống như có một cái chiếc xe, lỡ như không may chúng ta ủi nó vào trong cái cục đèn, nó bị mớp cái đầu, rồi chúng ta mới mua cái bảo hiểm cho chiếc xe, thì cũng không có công ty nào bán cái bảo hiểm cho chiếc xe, đúng không ạ? Hoặc thậm chí bây giờ chúng ta đi vào trong bệnh viện, quý vị thấy ha, đời người cũng phải ít nhiều một hai lần gì đó chúng ta phải vào bệnh viện. Nhưng khi chúng ta bước vào trong bệnh viện đó, cho dù người đó giàu hay nghèo, thì cái câu nói đầu tiên mà tất cả các bác sĩ mà họ hỏi cái người bệnh nhân của mình không phải là anh chị có bao nhiêu tiền, mà cái câu hỏi đầu tiên mà bệnh viện họ sẽ hỏi mình đó là anh chị có cái bảo hiểm sức khỏe nào không? Anh chị có cái bảo hiểm y tế nào không? Và đây là một trong những cái điều mà Phú tin chắc rằng quý vị sẽ cảm nhận được rất là sâu sắc. Như vậy thì thưa với quý vị, chúng ta chiêm nghiệm lại cái sự thật số 4 này. Nếu như một trong ba cái tình huống như thế này xảy ra mà chúng ta chưa có bảo hiểm, thì chắc chắn là gì ạ? Chắc chắn chúng ta sẽ là phải là những cái người gánh chịu, chúng ta sẽ là những cái người thiệt hại. Vậy thì nếu chúng ta có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ trả tiền. Nếu không có bảo hiểm thì chúng ta phải tự trả tiền, có phải không ạ? Như vậy thì trước cũng trả, sau cũng trả, thay vì chúng ta được trả tiền hay là bị trả tiền, đó chính là do chúng ta quyết định. Phú xin được nhắc lại cái câu nói này ha. Trước cũng trả, sau cũng trả, mình được trả tiền hay bị trả tiền, quý vị lựa chọn, được không ạ? Vậy thì đó là cái lựa chọn của số 4. Vậy thì bây giờ nói tóm lại, tôi tham gia giải pháp này khi nào là phù hợp? Quý vị sẽ nói anh Phú chắc chắn anh sẽ nói ngay bây giờ liền. Nhưng nếu như tôi nói ngay bây giờ mà tôi không có minh chứng cho quý vị thấy, thì quý vị sẽ không bao giờ tôi sẽ không bao giờ thuyết phục được quý vị, và chắc chắn nó sẽ không có một cái biện minh nào để cho quý vị cảm thấy nó là cái điều nó rất là đúng đắn. Thưa quý vị, tham gia bảo hiểm khi nào là phù hợp? Điều thứ nhất đó là gì? Chúng ta phải nên tham gia liền. Lý do bởi vì mỗi một cái độ tuổi ngày càng cao lên đó, thì chúng ta phải trả cái chi phí bảo hiểm nó ngày càng lớn. Một người 35 tuổi so với một người 50 tuổi thì chắc chắn cái người 35 tuổi họ sẽ được tham gia một cái phí bảo hiểm rẻ hơn. Và điều đồng nghĩa khi chúng ta tham gia còn trẻ đó, thì cái phí chúng ta tích lũy lại nó sẽ nhiều hơn so với người lớn tuổi. Cho nên cái việc mà chúng ta tham gia ngay và liền là cái điều nó vô cùng quan trọng. Chúng ta vừa được phí rẻ, mà bên cạnh đó cái chi phí bảo hiểm rủi ro nó cũng thấp nữa. Và khi nó thấp thì nó sẽ dư ra cái tiền để các công ty bảo hiểm họ đem đi đầu tư nó nhiều hơn. Thì lúc đó cái giá trị sinh lợi nó sẽ tăng nhanh hơn so với là cái người lớn tuổi. Cái điểm thứ hai đó là gì? Đó là cái rủi ro không có lường trước được. Nếu như chúng ta biết trước được rủi ro khi nào tới khi nào, lúc mấy giờ, ngày nào, thì chắc có lẽ quý vị không cần tham gia. Chúng ta không có lường trước được cái rủi ro nó xảy đến với ai, xảy đến khi nào và xảy ra với ai. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải nên tham gia càng sớm mà càng tốt. Và ngoài ra đó, thì chúng ta còn có thêm một cái quyền lợi nữa, đó chính là gì? Thứ nhất, đó là chúng ta còn được quyền có 21 ngày cân nhắc nữa mà quý vị. Khi mà công ty bảo hiểm họ chấp nhận, họ bảo vệ cho quý khách đó, thì quý khách sẽ được 21 ngày cân nhắc. Còn chỉ có riêng đối với lại bệnh hiểm nghèo đó, thì chúng tôi có cái thời gian chờ là 90 ngày mà thôi. Còn tất cả những cái quyền lợi còn lại thì ngay khi công ty bảo hiểm họ đã chấp nhận bảo hiểm thì ngay lập tức là cái hợp đồng của quý khách sẽ hiệu lực ngay lập tức. Chỉ riêng đối với bệnh hiểm nghèo thì chúng tôi sẽ loại trừ 90 ngày đầu tiên. Nha quý vị ha. Rồi, ngoài ra có thêm một cái quyền lợi nữa mà Phú tin chắc là quý vị cũng sẽ ít có nghe tới, đó là gì? Ngay khi khách hàng chỉ cần lập cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thôi thì khách hàng cũng đã được công ty bảo vệ rồi. Khách hàng sẽ được công ty bảo hiểm về cái quyền lợi tai nạn với cái giá trị tối đa lên đến là 200 triệu đồng. Quý vị ha, 200 triệu đồng.
Đó. À, chỉ cần có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta mới vừa nộp một cái hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho công ty thôi. Có thể là công ty đang lúc họ quá trình họ thẩm định về tình hình sức khỏe hay là thẩm định về những cái thông tin liên quan à cái giải pháp mà quý vị lựa chọn đó, thì quý vị đã được bảo vệ với cái quyền lợi về tai nạn là số tiền lên đến là 200 triệu rồi. À, quý vị ha, thì đó là những cái quyền lợi mà Phú cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Rồi, vậy thì nói tóm lại ha, tham gia ngay bây giờ sẽ là phù hợp nhất cho gia đình của quý khách. Bởi vì sao? Bởi vì hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, ngày mai chưa chắc đã tới, hôm nay sẽ là cái lựa chọn tốt nhất. Thì Phú mong rằng quý vị cũng sẽ cảm nhận được cái giá trị cũng như là cái những cái rủi ro trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Chúng ta thấy ha, quay trở lại với câu chuyện của Quốc hội Việt Nam. Thế thì quý vị có khi nào đặt một cái câu hỏi, thế thì tại sao Quốc hội họ phải họp một cái phiên thảo luận và đưa ra trong cái cuộc họp Quốc hội của mình, tại sao bảo hiểm là một trong những 7 cái dự luật đầu tiên mà Quốc hội họ phải xây dựng và ban hành lại? Để làm gì à? Là để mong muốn phát triển bảo hiểm nhân thọ ngày càng lớn mạnh hơn. Một quốc gia để đánh giá được cái nền kinh tế nó có vững mạnh hay là không, thì thưa với quý vị rằng là người ta sẽ đánh giá điều đầu tiên đó là tỷ lệ người dân có tham gia bảo hiểm nhân thọ nhiều hay không. Cái này là Phú xin khẳng định luôn quý vị ha. Và Phú cũng dám khẳng định quý vị thêm một điều nữa, đó là gì? Hiện tại bây giờ định kiến của người dân Việt Nam đối với bảo hiểm nhân thọ đã thay đổi rất là lớn. Đã thay đổi rất là lớn, và đặc biệt là qua cái đại dịch bệnh vừa rồi. Chúng ta thấy khi dịch bệnh xảy ra, cái ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mà nó gần đến như vậy. Cho nên chúng ta hãy trân trọng và nâng niu cuộc sống này bằng cách đó là sự quyết định của quý vị ngày hôm nay. Và đừng bao giờ để chúng ta phải nói câu giá như. Tôi cũng thú thật với quý vị luôn, trong cái khán phòng ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ với quý vị là chỉ mới cách đây vài ngày thôi, chúng tôi cũng đã có một cái tin buồn, đó là một cái người đồng nghiệp của chúng tôi thì cũng đã không may mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo và đã phải vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi cũng rất là hoang mang và rất là đau lòng. Là bởi vì sao quý vị? Bởi vì cái người đồng nghiệp này là một trong những người rất đam mê thể thao, và mỗi hàng ngày anh đều tập thể dục và đạp xe đạp, rèn luyện sức khỏe. Nhưng mà chỉ một ngày ông trời phải gọi tên cái người đồng nghiệp của chúng tôi, và đang cũng giống như mọi ngày trên chiếc xe đạp của mình, thì anh không may anh đã ngã ra giữa đường. Và thưa với quý vị rằng là cái điều gì sau đó chắc quý vị cũng sẽ hình dung được. Tôi muốn nói ra điều này để chúng tôi cũng nói với quý vị rằng là hãy nâng niu cái giá trị cuộc sống của tất cả chúng ta. Nếu cuộc sống này nó có những điều chắc chắn, thì khuyến khích quý vị chúng ta sẽ không cần phải cần gì một cái giải pháp để dự phòng cho tương lai, cho ngày mai, và đặc biệt là cho gia đình, những người thân yêu của mình. Ngày hôm nay nếu như quý khách chúng ta đặt bút ký vào một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phú nghĩ đây là cái thời điểm mà quý vị thể hiện cái tình yêu thương của mình từ tận trái tim của mình dành cho người thân, gia đình, con cái của mình. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe phần trình bày vừa rồi. Phú mến chúc cho tất cả quý khách chúng ta luôn luôn có được một cuộc sống thật bình an, thật sung túc và thật hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Trịnh Di Phú. Kính thưa quý vị khách hàng, nếu như quý vị khách hàng cảm nhận và thấy những cái phần chia sẻ của anh Trịnh Di Phú vừa rồi đã đâu đó đã thôi thớp một cái nhịp tim của mình nó đập hơi nhanh tí xíu, có nghĩa là mình hơi lo lắng, mình hơi bồi hồi về những cái điều mà nãy giờ anh Trịnh Di Phú đã chia sẻ, thì anh quý vị khách hàng có thể là dành cho anh Trịnh Di Phú một cái trái tim.